Và chúng ta đang nói về sa mạc Talamakan. Sa mạc này thì được bao quanh bởi hai dãy núi cao chót vót, đó là dãy núi Tia Sơn ở phía Bắc và dãy núi Côn Lôn ở phía Nam. Lượng mưa trung bình hàng năm ở sa mạc này chỉ là 25mm, còn lượng nước bốc hơi trung bình thì gấp chừng đó khoảng 150 lần. Đây chính là sa mạc lớn nhất của Trung Quốc. Sa mạc Talamakan chiếm khoảng 20% tổng diện tích của Tân Cương và tương đương với 50 lần diện tích của Thượng Hải. Toàn bộ sa mạc này từ đông sang tây thì dài đến 1.000 cây số và từ bắc chí nam thì rộng 400 cây số. Nó chiếm diện tích khoảng 330.000 km2, có nghĩa là sa mạc này cũng lớn tương đương với diện tích của cả đất nước Việt Nam chúng ta. Tại sao lại gọi là sa mạc Talamakan? Thì cái tên Talamakan được hiểu theo những nghĩa như thế này. Đầu tiên, Talamakan có nghĩa là nơi không thể quay về vì theo truyền thuyết dân gian, sa mạc này rất nóng và rộng lớn đến nỗi một khi ai đã đi vào đó thì không thể ra được, không thể quay về được. Nghĩa thứ hai về tên của sa mạc này có thể hiểu đó là nơi hoang tàn hoặc là biển chết, bởi vì ở đây có rất là ít nước để hỗ trợ cho cuộc sống của con người, ngoại trừ một số ít những ốc đảo cách nhau rất là xa. Tuy nhiên, bất chấp sự khắc nghiệt của nó, sa mạc Talamakan vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trên con đường buôn bán tơ lụa thuở xưa, vì hai trong số những ốc đảo trên sa mạc này được dùng làm những điểm dừng chân, những điểm nghỉ ngơi, những điểm giao thương của các nhà buôn từ Âu sang Á. Đó chính là rìa phía Bắc và phía Nam của sa mạc này, những nhánh của con đường tơ lụa cổ xưa, và nó từng được các thương nhân sử dụng. Hiện nay thì Trung Quốc đang nỗ lực để biến sa mạc Talamakan trở thành sa mạc xanh nhất trên thế giới. Về mặt điều kiện cụ thể ở sa mạc này thì cũng giống như những sa mạc khác, mùa hè trên dưới 50 độ C hoặc thậm chí là cao hơn, nhưng mà mùa đông thì lại cực kỳ lạnh, nhất là vào ban đêm. Mức nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận ở sa mạc này là âm 32 độ C vào tháng 2 năm 2008. Lúc bấy giờ thì thậm chí sa mạc này còn có tuyết, và cái lớp tuyết trên sa mạc dày đến 3,8cm, khiến nhiều người không thể nhận ra được đây là một sa mạc và lầm tưởng đây là Bắc Cực hoặc là Nam Cực. Talamakan cũng là sa mạc mang những ý nghĩa lịch sử. Đã từ rất lâu, với những dấu tích khảo cổ vẫn còn đến ngày nay, người ta biết rằng trong sa mạc Talamakan còn tồn tại nhiều nhà cửa, đền đài giữa mênh mông biển cát. Tuy nhiên, tất cả, bao gồm cả những di tích cổ quý giá này, đều đã bị cát bao trùm lên và mọi thứ thì đã chìm vào hư vô. Thậm chí là nhiều người không biết rằng trong sa mạc có những thứ đó nếu như mà không có những kiến thức qua sách vở. Trước khi mà nói chi tiết về việc sa mạc này nhiều nước như thế nào, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều rất cơ bản của một sa mạc, đó là những cồn cát. Những cồn cát ở đây được biết đến với độ cao khoảng 100 mét. Trong những trường hợp hiếm hoi, thì những cồn cát còn cao đến khoảng 300 mét. Điều thú vị nhất ở sa mạc này đó là những cồn cát thì biết di chuyển khi mà gió thổi. Không chỉ là di chuyển theo kiểu bình thường thổi hạt cát từ chỗ nọ sang chỗ kia, mà là di chuyển cả cồn cát, và nó có thể di chuyển đến 150 mét trong một năm. Điều khiến cho con người ta phải cực kỳ bất ngờ. Cùng với đó là những cột bụi. Những cột bụi đây có thể cao đến 4.000 mét, gió thổi từ các hướng khác nhau, làm bay những đá bụi như vậy lên trời và bao phủ sa mạc Talamakan với một lớp bụi dày quanh năm. Với tất cả những điều kiện khắc nghiệt như vậy, bảo sao người ta gọi sa mạc này là biển chết, là nơi hoang tàn hoặc nơi một đi không trở về. Talamakan còn nổi tiếng với những tuyến đường đi xuyên qua sa mạc này. Trước kia thì lạc đà chính là phương tiện để vận chuyển hàng hóa qua sa mạc Talamakan. Đó chính là một phần của con đường tơ lụa như đã nói với các bạn, nơi kết nối và giao lưu giữa châu Âu và châu Á trong hàng ngàn năm. Bởi vậy từ xưa, nơi hoang vu này đã đóng vai trò tích cực ở trong cầu nối ấy. Và tất nhiên, để mà di chuyển qua sa mạc thì người ta không đi thẳng, đi xuyên qua sa mạc, mà phải đi qua rìa sa mạc, đi qua những khu vực ít khắc nghiệt hơn, mặc dù đường này thì vòng vèo và xa hơn. Ngày nay thì chính phủ Trung Quốc đã xây dựng đường cao tốc trên sa mạc. Tuyến đường cao tốc này dành cho ô tô thì đi qua rìa của sa mạc, giống như con đường tơ lụa thuở xưa. Hành trình này thì xa hơn nhưng mà đỡ khắc nghiệt hơn và an toàn hơn cho lái xe. Ngoài ra thì còn có một tuyến đường sắt băng thẳng qua sa mạc. Cả tuyến cao tốc dành cho ô tô và tuyến đường sắt dành cho tàu hỏa thì đều sẽ giúp thu hẹp khoảng cách nhanh chóng giữa phía đông và phía tây của Trung Quốc, từ đó giúp phát triển kinh tế. Việc xây dựng trên sa mạc thì cũng rất kỳ công, bởi vì môi trường trong sa mạc vô cùng khô, hầu như không có gì ngoài cát. Và xây dựng một tuyến đường như vậy gần như là bất khả thi, nhưng mà người Trung Quốc vẫn cố gắng để thực hiện. Họ xây dựng bằng những công nghệ, những kỹ thuật hiện đại nhất và áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt vì sa mạc có nhiệt độ bề mặt rất cao và thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt giữa ngày và đêm,
nên Trung Quốc đã sử dụng những dàn xe lu máy ủi không người lái kèm với hệ thống quản lý thông minh. Và để bão cát không vùi lấp những con đường trên sa mạc này, thì các kỹ thuật viên đã xây dựng một vành đai xanh khổng lồ ở hai bên đường với các ống tưới nhỏ giọt giúp thảm thực vật có thể phát triển dưới cái nắng như thiêu như đốt. Được biết là để duy trì cơ sở hạ tầng khổng lồ này, chính phủ Trung Quốc đã thuê một đội ngũ công nhân làm việc ở khu vực quanh đường cao tốc. Cứ 4 km lại có một ngôi nhà nhỏ màu xanh lam và những ngôi nhà như vậy thì được cấp cho 2 người ở. 2 người như vậy sẽ ở đây tối đa trong vòng 2 năm nhằm giám sát và sửa chữa hệ thống thủy lợi trên đường cao tốc mà họ được giao. Cần phải lưu ý rằng giám sát và sửa chữa hệ thống thủy lợi, tức là hệ thống tưới tiêu cho cây để mà cây xanh, chứ riêng về đường cao tốc thì họ tự tin mình có thể làm tốt. Và việc sửa chữa, giám sát đường cao tốc là gần như không cần dùng đến sức người bình thường. Nói thêm rằng, kể từ năm 2003, thì Trung Quốc đã trồng khoảng 2 triệu cây mỗi năm, xây dựng hàng chục giếng nước và tăng kích thước của những vành đai chống cát lên hàng trăm km. Việc này là một ví dụ điển hình cho thấy Trung Quốc đang cố gắng để phủ xanh sa mạc. Hơn thế nữa, để cung cấp điện, cung cấp năng lượng cho những người sinh hoạt ở quanh khu vực này, thì Trung Quốc đã thúc đẩy xây dựng những nhà máy điện mặt trời và những nhà máy điện gió quy mô lớn tại vùng sa mạc. Điện này sẽ cung cấp năng lượng cho khu vực ở Tân Cương và điều quan trọng, giống như Trung Quốc đã cam kết, đó là không thải carbon vào môi trường. Sa mạc Talamakan có nước hay không? Nếu mà chỉ nhìn bên ngoài thì với lượng mưa đáng thương, sa mạc này chỉ có 2 ốc đảo dọc theo những tuyến đường buôn bán. Nhưng một phát hiện bất ngờ đã được tìm ra vào năm 2015. Đó là một phát hiện mang tính đột phá của các nhà khoa học Trung Quốc. Các nhà khoa học đã khám phá manh mối về việc có một lượng nước siêu lớn, một đại dương khổng lồ ẩn dưới khu vực Tarim của Tân Cương, phía tây bắc của Trung Quốc. Và khu vực này cũng chính là nơi có sa mạc Talamakan. Bên dưới nó, lượng nước có thể ước tính là tương đương gấp 10 lần lượng nước ở cả 5 hồ lớn Bắc Mỹ cộng lại. Và nhiều hoạt động khai thác đang được các nhà khoa học Trung Quốc tiến hành. Cuối cùng, việc phủ xanh sa mạc Talamakan là một phần của cái gọi là vạn lý trường thành xanh ở Trung Quốc. Từ năm 1978, thì Trung Quốc đã đề ra kế hoạch gọi là vạn lý trường thành xanh, với trọng tâm là xây dựng những bức tường bằng cây. Những bức tường này sẽ có chiều rộng khoảng 50m và chiều dài khoảng 4.500 km, nhằm tăng độ che phủ của rừng lên tại những khu vực cằn cỗi của đất nước này. Khi hình thành thì nó sẽ trở thành một bức tường sống bằng cây chạy dọc theo các sa mạc của Trung Quốc. Để hoàn thành vạn lý trường thành xanh thì hàng chục nghìn công nhân trên khắp Trung Quốc được huy động về những khu vực khô cằn. Họ cần trồng đủ 88 tỷ cây xanh đến hết năm 2050. Trong giai đoạn đầu thì công nhân sẽ trồng cỏ hoặc những cây đặc trưng của từng khu vực. Sau đó khi mà cỏ phát triển rồi, họ sẽ trồng những cây bụi có khả năng chống chịu khô hạn. Đây là một nước đi dài hơi và một bài toán cần phải giải của Trung Quốc. Bởi vì đất nước này nhiều sa mạc hơn so với những gì người ta vẫn tưởng tượng. Trung Quốc là một đất nước có nhiều đất đai cằn cỗi chứ không giống như chúng ta suy nghĩ. Những sa mạc ở Trung Quốc chiếm đến 28% diện tích của toàn bộ đất nước này. Đó là một con số đáng kinh ngạc. Mặc dù Trung Quốc đang cố gắng để tìm cách mà đảo ngược tình thế sa mạc hóa, nhưng việc biến những vùng đất hoang tàn này trở thành xanh tươi, màu mỡ sẽ tốn khá nhiều thời gian. Hơn nữa, người ta cũng tính toán rằng khoảng 58% diện tích của đất nước Trung Quốc được bao phủ bởi những khu vực đó là núi và cao nguyên, và đất đai màu mỡ của Trung Quốc thực sự chỉ chiếm có 15% diện tích mà thôi.